Sáng nay, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trẻ em qua biên giới đối với hai đối tượng là Bàn Văn Khoa và Bàn Văn Trúy, cả hai cùng là người dân tộc Dao, trú tại thôn Thùng 1, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Trước đó, vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, tại khu vực biên giới thuộc tổ 9, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tổ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện một em gái sinh năm 2000, trú tại Văn Bàn, Lào Cai đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Tại đồn biên phòng, em gái này đã tố cáo Bàn Văn Trúy và Bàn Văn Khoa dụ dỗ mình và một bạn khác cùng sinh năm 2000 sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Qua kết quả điều tra xác minh, ngày 30 tháng 3, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bàn Văn Khoa và Bàn Văn Trúy để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã tìm cách dụ dỗ phụ nữ Việt Nam bán sang Trung Quốc với giá từ 40 đến 65 triệu đồng một người.